Hello cả nhà, mình xin chào cả nhà và tất cả mọi người nha. Hôm nay trời mưa suốt luôn cả nhà, mưa từ sáng giờ nó cứ mưa phùng phùng lâm râm gì đó. Hôm nay mình ăn sang một bữa luôn cả nhà, đi con muỗi. Hôm nay là mình ăn sang luôn. Đây để mình quay cho cả nhà coi, mình mới vừa đi siêu thị về luôn cả nhà, mua được mấy cái này ngon lắm. Mình quay cho cả nhà coi đây. Đây, cái này là mấy con mực. Mấy con mực này thì cũng bình thường thôi. À, cá. Đây là cá hồi. Cả nhà nhìn thấy đã không? Đó, cá hồi. Cá hồi này là cá hồi người ta sắc ra nguyên miếng luôn á. Đây, còn mấy cái trong đây nó mới đã nữa nè cả nhà. Đây, đặc biệt là cái này. Này tới 1 sen lận cả nhà. 1 sen là 200 ngàn tiền Việt Nam mình á. Đó. Đây 200 ngàn mà có ba con tôm như vậy nè cả nhà. Đó cả nhà thấy không, cùm tay của mình nè, nó bự bằng phân nửa cùm tay của mình luôn cả nhà, bự lắm luôn. Con này là con tôm sú biển, đây quá bự luôn nè. Đó nè, bàn tay của mình nè, đó nhà thấy không, nó bự bằng nửa cùm tay của mình luôn, rất là bự. Còn cái bọc này, cá này thì chỉ là cá dụng thôi, nhưng mà nó cực kỳ ngon luôn cả nhà. Cái này có 150 yên à, thì khoảng 30 ngàn tiền Việt Nam mình à. Nào. Cá này người ta thái ra ăn sống, còn mấy cái phần dụng này người ta bán cho mình rất là rẻ. Đó ba con tôm này, đặc biệt là ba con tôm này là mắc nhất đó cả nhà, tới 200 ngàn lận á đó. Đó còn cá này rất là ngon luôn, nạc không à nha cả nhà, không có xương mà có 150 à, đó là 30 ngàn tiền Việt Nam mình à, quá ngon. Này cả nhà, bây giờ mình đi ra ngoài sau vườn mình hái một ít rau vô mình nấu canh chua nha cả nhà. Đó mình hái một mớ cà chua để đem vô mình nấu canh chua với bạc hà nè cả nhà. Đó bạc hà tốt mập ghê không, cà chua này mình ăn cũng nhiều rồi, mình cũng có hái để mình sót đó, mình sót mình để dành, có mấy cô mấy chú kêu mình ăn không hết mình sót mình để dành ăn tới mùa đông đó, mình cũng có sót một mớ mình để dành đó. Thì mình hái mấy cái này vô mình nấu canh chua. Bạc hà của mình nó ra nhiều lắm, tốt lắm luôn cả nhà. Ba cây này là ăn nhiều lắm luôn á. Hai mấy trái ớt nữa nè cả nhà, ớt này nó chín trơn rồi nè. Đó. Trồng cây ớt ăn không hết luôn á. Hái hai trái được rồi. Cái này rau thơm mình hái vài cọng rau thơm vô bỏ vô canh cho nó thơm, có rau thơm gì thì mình bỏ rau thơm nấy đi. Mấy cọng húng lủi nè, đây mình không có gì ta, ngò, có ngò quý là đúng bại luôn cả nhà. Có lộn à, ngò gai, bậy quá, ngò gai là tuyệt vời luôn. Hôm bữa mình có trồng nhưng mà hột giống chắc nó cũ quá, nó không lên được. Đó, bứt mấy cọng húng lủi. Đây, cả nhà nhìn thấy ngon hấp dẫn không? Đó, quá đã luôn. À, mình không biết sao nha, nhưng tôm ở Nhật á, nó rất là mắc. Mắc hơn cá nhiều lắm, cá thì rẻ, còn tôm mình thấy nó rất là mắc luôn. Trời cũng chiều ở cả nhà nên hơi tối một chút, trời vẫn là mưa lâm râm nữa nè cả nhà. Đây chén muối ớt siêu cay của mình, bây giờ nước sôi rồi nè cả nhà, mình bỏ mấy cái này vô.
Đây cả nhà nhìn thấy ngon không? Tuy là mang tiếng cái dụng nhưng mà nó cũng có cái dụng nữa nè, cũng có cái nguyên dài nữa nè. Đó. Quá đã. Còn cái này nữa là cả nhà. Ý, mình quên nữa. Đó. Cái rau này thì hồi mình cắt vụn ra. Đó, cái quan trọng là bỏ cà chua vô. Đây, cắt chế ớt vô. Mưa luôn rồi cả nhà ơi. Nó cũng gần sôi rồi đó cả nhà. Mình bỏ vô luôn đi cho nó chín một lượt rồi mình sẽ vớt ra. Nồi canh chua quá đặc biệt. Đây nó sôi rồi cả nhà. Cái màu đỏ đỏ này là cái gạch tôm nó ra đó cả nhà. Đó. Hớt hớt cái bọt nó chút xíu. Mấy cái món cá này á, mấy cá này là người ta ăn sống vẫn được, cho nên mình không phải cần nấu lâu, mình nấu nó vừa chín tới ăn là rất là ngon. Mấy con tôm này nó chín rồi nè, đó. Bây giờ mình vớt nó ra để nó teo hết. Đó, quá đã. Đó, con tôm mình chà bá lửa luôn. Mình vớt ra xong rồi nè cả nhà. Giờ mình cho cái này vô. Wow, quá ngon. Nếu mình nêm thử coi nó chua chưa. Nó chưa chua thì mình cho thêm miếng chanh nữa. Chưa có chua lắm cả nhà. Rồi, thấy là thơm ngon. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Rồi mình mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Bữa nay ăn cơm hoành tráng luôn cả nhà ơi. Quá trời hải sản luôn nè. Đó. Chèn miếng canh vô cho nó dễ ăn. Quá trời ngon. Mình thích ăn muối ớt chanh lắm cả nhà. Đó, cho nên là mình lúc nào mình cũng đâm muối ớt chanh vô đó, nó dễ chấm lắm. Chấm xài, chấm ổi cũng ngon mà chấm hải sản này cũng ngon nữa. Rồi, mình mời cả nhà nha. Đây, cho một miếng bạc hà. Thử con mực coi. Con mực mình để nguyên nguyên đầu nguyên mắt luôn, mình chỉ mổ cái bụng nó ra thôi à. Đó. Ngon. Thường mình nấu canh chua me đó nha, nhưng mà ăn me riết rồi cũng ngán. Bữa nay mình đổi qua mình nấu nấu bằng chanh, rất là đơn giản. Cá nè cả nhà, để mình thử cái cá này với cái cá hồi rồi cái nào ngon nha. Cái này là xương, cái sống lưng đó nha, cái dụng này là cái sống lưng. Người ta làm sashimi á, người ta cắt cái phần thịt ngon,
cái phần thịt nạc, còn cái sống lưng này thì nó hơi có xương. Cá này ăn béo. Giờ mình sẽ thử cái phần cá hồi. Cá hồi thì nó thơm ngon, ngọt hơn. Cá này á nó cũng ngon, thì hai cái loại cá này đều ngon hết. Đó, hai loại cá này đều ăn sống được hết luôn cả nhà, đều làm sashimi. Thì mỗi một loại á nó đều có một cái ngon đặc trưng riêng của nó. Ngon lắm luôn. Mấy cái con mực này nè, hồi nãy nguyên một cái túi luôn, có 300 mấy viên rồi cả nhà. Cá này là mình chỉ lấy một phần thôi, còn phần nữa thôi, còn phần nữa mình để tủ lạnh, đây ăn không hết, quá trời nhiều rồi. Bình thường á mình ăn cũng rất là tiết kiệm, nhưng mà lâu lâu cả nhà mình tự thưởng cho bản thân mình đó. Thường á cá hồi này nè là mình mua cá dụng, cá dụng cũng giống như là nó rất là rẻ, nhưng mà hôm nay mình mua cá người ta sắc miếng như vậy nè, nó rất là ngon. Lâu lâu mình cũng ăn ngon một bữa cho có sức khỏe. Nói chung là qua đây cái sức khỏe nó rất là quan trọng, mình phải có sức khỏe để mình làm việc tốt 3 năm để mình về. Tại vì bên đây mà ngã bệnh xuống cái là mệt lắm cả nhà. Tại vì đâu có người thân bên cạnh mình đâu, người nhà mình thì ở Việt Nam hết rồi. Người qua con mình tự thưởng cho bản thân mình. Ngon quá trời ngon. Đây cả nhà, bây giờ mình sẽ thưởng thức qua con tôm này nha. Con tôm này cực kỳ bự luôn cả nhà, chà bá luôn. Lần đầu tiên mà mình ăn con tôm xuống biển mà bự vậy luôn á cả nhà. Wow, có gạch nè. Nó béo. Để mình lột cho cả nhà coi. Đây, cực kỳ ngon luôn. Con tôm này mình thấy nó còn tươi lắm cho nên mình mới mua. Nói thiệt chứ cả nhà chứ, hồi nãy mình nhìn thấy con tôm này nè, đâu phải mình mua liền đâu, mình đứng đó mình dòm ngó nó một buổi trời. Với cái cá hồi này nè, mình đứng mình dòm một buổi trời, mình suy nghĩ có nên mua hay là không. Tại vì nó quá mắc, cá hồi thì cũng tương đối thôi, không mắc mấy. Ba miếng cá hồi này thì nó tầm khoảng 50 mấy ngàn, năm mấy ngàn tiền Việt Nam mình. Còn cái con tôm này mới mắc rồi cả nhà, ba con mà nó một sen là khoảng 200 ngàn, hơn 200 ngàn một chút luôn, thế luôn á đó. Cho nên là nó mắc quá, không biết ăn nó có ngon hay là không, với lại nó mắc quá cho nên mình phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới mua. Tại bình thường mình cũng ăn tiết kiệm rồi thì bữa nay mình sẽ tự thưởng cho bản thân mình đó. Con tôm chà bá bự luôn. Rồi mình mời cả nhà nha. Nó dai mà nó thơm, nó ngon cực kỳ luôn cả nhà. Quá ngon. Chấm với cái muối ớt chanh nè, cay cay chua chua, cực kỳ ngon luôn. Quá đã luôn á. Con tôm là bự á, ở Việt Nam rồi đó. Mình muốn ăn tôm bự à, một là vô trong nhà hàng, hai là phải đi ra biển. Mình đi biển á, đi mấy vùng du lịch biển á thì mới có mấy con tôm xuống biển bự vậy. Ở quê mình á
thì mình chưa thấy nó bán con tôm số bự vậy. Bữa nay ăn quá sang luôn, quá trời lộ luôn. Này mình để mình hâm lại ăn. Từ từ bày ra cho nhiều rồi, tại có một mình là ăn đâu hết. Bữa có vợ đó, thì chia nhau ra ăn, ví dụ như trong ngày. Còn cái này là chắc ăn phải qua ngày hôm sau luôn. Ngon luôn cả nhà. Rồi bây giờ mình lỡ bóc rồi, mình bóc con mực bằng tay luôn nha cả nhà. Đó, lỡ bóc con tôm rồi. Đây, ở bên đây cái loại mực mà đỏ vậy nè cả nhà, người ta ít bán lắm. Chủ yếu là bên đây là cái con mực á, nó màu đen đen, cái da nó màu đen đen. Mình không biết mực nó kêu tên là mực gì, nhưng mà ở Việt Nam mình đa số là cái con mực đỏ này không à. Mà ở bên đây á, con mực đỏ này nó mắc, mắc tiền hơn cái con mực mà đen đen nhiều lắm. Ngon. Cực kỳ ngon luôn. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp con tôm thứ hai nha cả nhà. Đây, bẻ cái đầu nó qua một bên. Đây, cả nhà thấy không? Gạch quá trời ngon luôn đó. Đây mình chấm miếng muối ớt. Ngon. Cái con tôm này nè, mình luộc vừa chín tới rồi, mình luộc quá là sẽ bị teo thịt, nó mắc ngon. Ngon luôn cái nhà ơi. À, thôi mình ăn cũng xong rồi, mình dừng clip ở đây cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem kênh của mình nha. Chào tạm biệt cả nhà. Quá đã. Bây giờ mình dọn thôi.